Tập 3. Để cha người đầu bạc thiện kẻ đầu xanh, con làm cha tan nát cõi lòng mà. Con gái bất hiếu, kiếp sau sẽ báo đáp cha. Ông trời ơi, cha, cha, trời xanh ơi, cha. Cho qua, cho qua, cho qua, cho qua, xin lỗi. Cho qua, cho qua. Lão gia, chú Hải Tuyền tới. Anh cả, bà con cô bác, chú Hải Tuyền về bao giờ vậy? Mới về thôi, còn chưa thu xếp xong đã nghe nói Tuyên gia định chấp hành gia pháp. Chuyện này là sao? Muốn ngâm lòng heo ai? Anh cả, không hổ là chủ nhà, đại nghĩa tràn trề, vừa dưa ngọn cờ chấn chỉnh cương thường, thật là oai phong. Đừng có nói lời vô ích nữa. Cậu tới làm gì? Hôm nay bao nhiêu người tới xem trò vui, em muốn tới hỏi xem. Họ tới để chứng kiến, cậu cũng vậy à? Chứng kiến? Theo như anh cả nói, cháu ba hại chết Tam thiếu gia, đã có chứng cứ rõ ràng ư? Còn cần cậu nói sao? Nhưng người báo tang bảo Tam thiếu gia bị bệnh mất, ăn nói hàm hồ. Cậu nên rõ nhất, gia pháp Tuyên gia có quy củ hẳn hoi. Theo như anh cả nói, cháu ba ngay từ đầu đã muốn gả vào Tuyên gia làm quá phụ à? Cậu nói năng kiểu gì thế? Nó có ngờ đâu, tới số làm quá phụ cũng không có. Nói vậy, cậu muốn làm rõ chứ gì? Được thôi, qua đây. Khiên qua. Thẩm Bích Dân, tôi cho cô thêm một cơ hội. Cô tự nói đi, đã hại chết Hiếu Thúc thế nào? Tôi gả vào Tuyên gia, tới lúc vào động phòng mới biết Tam thiếu gia không muốn hôn sự này là vì bị Tuyên gia uy hiếp và sắp đặt. Tam thiếu gia mắc bệnh nặng, anh ấy không muốn hại chết vợ quá cố xong lại hại tôi. Thực chất Tào Uyển Nhi không phải chết vì bệnh. Cháu ba, chuyện cháu nói có chứng cứ xác thực không? Có. Vợ quá cố Tào Uyển Nhi của Tam thiếu gia bị người ở Tuyên gia đánh đập, không chịu nổi tủi nhục nên nhảy giếng tự sát. Mọi người ở Tuyên gia chắc đều biết gì. Còn chuyện này nữa à? Chính vì thế Tam thiếu gia mới ép tôi rời Tuyên gia, không muốn tôi nối gót Tào Uyển Nhi. Nhưng tôi đã gả vào, đã là vợ người ta, sao có thể dễ dàng bỏ mối duyên này? Tuyên gia các người chỉ biết Tam thiếu gia tốt bụng, nhưng có ai biết anh ấy vì mắc bệnh nặng nên vô cùng tự ti. Bởi vậy khi gặp Bích Dân đang độ tuổi xuân lại càng đau khổ. Anh ấy nghĩ rằng hôn nhân ép buộc này là sỉ nhục trong đời mình, nên anh ấy thà tự sát cũng không chịu để cho Tuyên gia sắp đặt. Tóm lại, người hại chết Tam thiếu gia không phải Thẩm Bích Dân tôi, mà là cả Tuyên gia. Nếu hôm nay tôi bị ngâm lòng heo thì cái chết của Tam thiếu gia sẽ thành vô nghĩa, cũng làm trái ý muốn và nguyện vọng của anh ấy khi muốn tôi thoát khỏi cái lòng giam này. Nói đúng lắm, không thể ngâm lòng heo, không thể ngâm lòng heo. Thả quấy ra, thả quấy ra, thả quấy ra, không thể ngâm lòng heo, không thể ngâm lòng heo. Thả quấy ra, không thể ngâm lòng heo, không thể ngâm lòng heo. Lại, uống trà đi. Nếu như ông muốn trả lại trường, đón con gái về, lão phu sẽ không cản.
Thẩm mổ, cảm ơn Tuyên lão gia. Đây là khế nhà trường học. Phải nói chứ, con gái ông và Hiếu Thúc là một cặp trời sinh. Tiếc quá, con trai tôi không có phúc. Hãy coi như không có chuyện gì đi. Thẩm tiên sinh, tôi muốn hỏi ông một chuyện. Tuyên lão gia nói đi. Con gái ông muốn lấy Hiếu Thúc thật sao? Ở bờ sông, tôi cứ thấy con gái ông có chuyện giấu tôi. Tuyên lão gia hiểu lầm con gái tôi rồi. Hiểu lầm sao? Tôi xin phép. A Đống, tiễn ông ấy đi. Dạ. Mời đi bên này. Bích Vân, Bích Vân, cha, cha, chúng ta về thôi. Tuyên lão gia chịu rồi. Con không muốn đi. Sao? Con không đi. Thiếu gia Tuyên gia tự sát, lại bắt con ngâm lòng heo. Con còn muốn ở lại đây, sau này không biết con phải chịu gì nữa đâu. Cho nên biết lý do con muốn ở lại. Bích Vân, ở Tuyên gia con không có được thứ mình muốn đâu. Dù có lấy được, chuyện đó qua bao nhiêu năm rồi, con làm gì được chứ? Cho dù thế nào, con cũng phải lại Tuyên gia tra rõ chân tướng. Không được, hôm nay cha phải đưa con về. Về với cha. Đi, cha, cha. Giờ con đã vào Tuyên gia, sao có thể từ bỏ dễ dàng chứ? Với lại, con đã tìm được người giúp con rồi. Gì cơ? Ai? Là Bích Dâu. Dù con tra ra chân tướng thì cũng không làm gì được Tuyên gia. Con tội gì phải thế? Con nghe lời cha đi. Cha, ngoài việc tra rõ chân tướng, cha cũng biết từ nhỏ con đã mong ước. Con muốn thực hiện mong ước của mình. Mong ước là sách. Sách, sách là mạng con. Cha, cho con ở lại đi. Cho con ở lại đi. Thôi vậy, nhưng mà con phải nhớ lời cha. Không được mạo hiểm bằng tính mạng. Nhớ đó. Con hứa với cha. Cái đứa con gái bất hiếu, chỉ biết ham ăn ngon mặc đẹp trốn giàu sang, không xứng là con gái của cha. Con cứ ở lại đi. Ở đây chờ chịu khổ đi. Tôi lấy gói này. Cảm ơn. Bánh quế qua ngon lắm. Không tin cô cứ mua về ăn thử. Vậy sao? Bao nhiêu một túi? 5 đồng. Đây. Cảm ơn phu nhân.
quán trà thanh tao thế này. Nhị gia hẹn tôi tới, có việc muốn nói sao? Tôi còn tưởng cô quên nhị gia rồi. Nô tỳ có ngày hôm nay phải tạ ơn cứu mạng của nhị gia. 15 năm trước cô chỉ là a hoàng sai bảo của nhị gia này, nhưng qua 15 năm, a hoàng sai bảo giờ đã thành nữ chủ nhân Tuyên gia. Thủ đoạn hay thật, thủ đoạn hay thật. Mười lăm năm trước nhị gia dứt áo rời Tuyên gia, nô tỳ cũng muốn theo chứ, nhưng nô tỳ đi đâu tìm nhị gia đây? Lúc này lão gia thấy nô tỳ có vài phần nhan sắc nên đã cưới. Nhị gia cũng muốn đấu với lão gia sao? Nhị gia, mười lăm năm rồi, ơn thù gì cũng tiêu tan cả. Giờ đã ở cái tuổi này rồi, còn đấu gì nữa chứ? Giờ nhị gia có đấu dế cũng lực bất tòng tâm kìa. Vậy thì tốt, chỉ cần nhị gia đừng đấu với lão gia nữa thì là phúc của mọi người ở Tuyên gia. Cô tới để nói mấy chuyện này sao? Chỉ cần nhị gia không đấu với lão gia, tôi sẽ giúp nhị gia. Nhị gia cứ việc dặn. Vậy cô giúp nhị gia giữ Thẩm Bích Vân ở Tuyên gia, giữ Thẩm Bích Vân lại. Ai đó? Anh Tư, em nè. Nửa đêm nửa hôm, nói đi. Tìm anh Tư toàn năng của em có chuyện gì? Nhờ anh Tư giúp một việc nhỏ, nhỏ xíu thôi. Việc nhỏ, nhỏ xíu là nhỏ cỡ nào? Cứu chị ba. Không cứu. Anh Tư, anh không nghe nói chị ấy muốn thủ tiết cho anh ba mới tới nhà mình sao? Em gái gờ, cô ta ở lại Tuyên gia không phải vì thủ tiết cho anh ba, mà là không muốn trả lại trường học. Mẫn Nguyệt, em còn nhỏ không hiểu chuyện này. Đây là vụ giao dịch phải cò kè mặc cả. Vậy thì đã sao? Anh có đi không? Không đi. Tam thiếu phu nhân, Tam thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi. Tam thiếu phu nhân, đừng. Là cô hại chết Tam thiếu gia của Uyển Nhi. Tôi giết cô. Cô là Tào Uyển Nhi. Ngoài Tam thiếu gia và A Đông, các người đều mong tôi chết đúng không? Chắc chắn không ai ngờ giếng có lối ngầm. Tôi nhẫn nhục ham sống là muốn giết từng người ở Tuyên gia. Tôi biết giờ cô rất buồn, vì tới giờ cô mới phát hiện Tam thiếu gia yêu cô như thế đúng không? Không,
Tam thiếu gia không yêu Uyển Nhi, Uyển Nhi cũng không yêu Tam thiếu gia. Uyển Nhi chỉ muốn trả thù các người. Đừng tự lừa mình nữa. Tại sao lại nói chuyện này với tôi? Giờ tôi không muốn nghe. Tôi chỉ muốn giết cô. Tôi biết cô sẽ không làm thế, vì cô biết Tam thiếu gia không phải do tôi hại chết. Tam thiếu gia do cô hại chết. Uyển Nhi muốn trả thù cho Tam thiếu gia. Cô không rời khỏi Tuyên gia, chính mình cũng muốn về lại bên Tam thiếu gia. Chỉ là cô không ngờ tôi đột nhiên gả vào Tuyên gia. Cô càng không ngờ Tam thiếu gia sẽ rời xa cô. Tại sao nấy lại ngốc như vậy? Chưa bao giờ nói yêu tôi. Sao tôi cũng ngốc như vậy? Không sớm nói với anh ấy. Thực ra tôi còn sống. Cho dù không dám gặp anh ấy nữa, anh ấy thực sự không đáng chết. Tam thiếu phu nhân, đừng khóc nữa, có người nghe thấy đấy. Uyển Nhi, Tam thiếu gia là người tốt. Mấy ngày nay tôi không ngừng hỏi mình, tại sao Tạ Uyển Nhi còn sống? Tại sao? Tới giờ tôi mới biết, hóa ra do tôi hèn yếu ngu dốt. Tôi không hiểu tình yêu. Giờ tôi hiểu rồi. Tôi có thể đi tìm Tam thiếu gia rồi. Uyển Nhi, Tam thiếu gia không muốn thấy cô chết đâu. Hãy can đảm sống tiếp thật tốt, không vì người khác thì cũng vì chính cô. Vì chính tôi. Đúng vậy, vì chính cô. Rời Tuyên gia, Tuyên gia kính cổng cao tường, dễ gì đi được. Uyển Nhi, tôi sẽ nghĩ cách giúp cô đi. Có người tới, hai người mau trốn đi. Ai đó? Chị ba, em nhận tư đây. Mở cửa đi. Chị thay đồ rồi ra. Chị ba, mau dọn đồ đi với em. Đi. Đi đâu? Đi đâu? Do chị quyết thôi. Đúng vậy, anh Tư nghĩ kỹ lắm. Dù chị muốn đi đâu, anh Tư em cũng có thể đưa đi. Anh còn phải đưa à? Được được được, anh đưa. Nói đi, chị muốn đi đâu? Ở Trung Quốc, không nơi nào Tần Hiếu Quý không rành. Cảm ơn ý tốt của hai người. Giờ tôi chưa thể đi. Chưa thể đi? Tại sao chứ? Thôi, đừng hỏi nữa. Anh bảo rồi mà, mình không nên tới. Chị ba, chị không vì một cái trường mà tính quỷ cả đời mình chứ? Chị vừa trẻ vừa đẹp, và mình ở đây cả đời chị cam tâm sao? Không lẽ chị thật sự như họ nói, ham tiền tài của Tuyên gia, hay có mục đích không thể ai biết? Chị không, Mẫn Nguyệt, em hiểu lầm rồi. Thực ra trường học của cha không quan trọng với chị. Chị lo chị đi như vậy, lão gia sẽ trách tội mọi người. Đây cũng là lý do à? Câu đó đúng thật. Đàn ông ham sắc, phụ nữ ham tiền. Anh Tư, chị ba yên tâm, cha sẽ không làm gì bọn em hết. Bình thường cha giữ như vậy thôi, chứ không làm gì bọn em đâu. Mau đi đi. Nào, xem đi. Đây là quần áo và tiền chuẩn bị cho chị. Muốn đi thì thay giặt. Giờ tôi vẫn còn là Tam thiếu phu nhân. Muốn đi thì đi đâu được? Chị ba, chị đừng lo này lo nọ nữa. Mình rời khỏi đây trước được không? Hai người muốn tôi đi thật à? Sao mà nói lắm thế? Nếu không muốn đi thì cứ nói thẳng ra, chúng tôi đi. Nhưng mà Thẩm Bích Dân, cô muốn ở lại Tuyên gia, không có mục đích gì thật chứ? Tuyên gia hở tí là ngâm lòng heo. Tôi sống được là may lắm rồi, dám có mục đích gì chứ? Được được được, nói không lại cô. Hôm nay bạn thiếu gia đã muốn đưa cô đi, cô không đi cũng phải đi. Mẫn Nguyệt, đi tìm A Đống tới đây. Tới quấy lại đưa đi. Anh, thế có ổn không? Gì mà không ổn, mau đi đi. Anh chờ em nha. Thẩm Bích Dân, tôi hỏi lại cô lần nữa, cô đi hay không?
Tứ thiếu gia thái độ kiên quyết thế, tôi đi. Có điều có một món trang sức bỏ quên trong phòng tam thiếu gia. Tuy không quý giá, nhưng đó là tín vật duy nhất mẹ tôi để lại cho tôi. Tôi phải lấy về. Được, tôi đi. Cô nói đi, trang sức gì? Bông tai phỉ thúy. Cô thay đồ đi. Chờ tôi đem trang sức qua, rồi chúng ta đi. Vậy chúng ta đi thế nào? Tôi đã bắt thang ở góc tường sân sau. Uyển Nhi, cô nghe rồi đấy. Cầm tay nãy, mau đi đi. Tôi... Sao vậy? Tôi có thể đi đâu? Sao vậy? Cô... A Đống nói không lâu trước, cha mẹ nghe tin Uyển Nhi gặp chuyện bất trắc, đã lần lượt qua đời. Giờ Uyển Nhi đã không còn nhà để về. Tôi muốn ở lại. Không được, với thân phận và hoàn cảnh của cô, sao có thể ở lại? Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của cô. Tôi... Đừng do dự nữa. Cô do dự nữa là bọn tứ thiếu gia về đấy. Mau thay đồ đi. Anh Tư. Mẫn Nguyệt. Sao anh tới đây? Em chưa tìm được A Đống mà. Thôi thôi đừng tìm nữa. Thôi anh vào đi. Đi chết đi, kệ tôi. Uyển Nhi, nhớ lấy, rời Tuyên gia rồi đừng quay lại nữa. Nếu có gì cần, cô cứ nói với A Đống. Cảm ơn cô Bích Dân. Bảo trọng. Cô Thẩm, hình như tứ thiếu gia về rồi. Phải bảo trọng vào. Tôi đi đối phó với tứ thiếu gia. Được, mau đi đi. Trộm sách. Lại trộm sách. Thứ gì không biết. Thiệt tình. Lại trộm sách. Mẫn Nguyệt, cầm đi. Mau lên. Ở đâu thế? Anh Tư, tìm gì vậy? Bông tai của Thẩm Bích Dân. Cô ấy bảo để quên trong phòng. Bảo anh tìm đưa lại. Ở đâu thế? Anh ra sức vậy. Nào nào nào. Mà còn làm bộ như không thích giúp chị ba. Đưa đèn đây. Em hiểu gì? Hình như không đúng. Mẫn Nguyệt, em tìm tiếp đi. Anh tìm Thẩm Bích Dân hỏi. Anh Tư, tìm tiếp đi. Tìm thấy thì qua tìm anh. Anh Tư. Chuyện gì thế này? Ai đó? Anh hai. Nãy anh thấy em làm gì ở đầu tường? Làm gì thế? Bỏ tôi ra. Anh hai.
Em Tư, xin tới đây. Xem ở đây. Em Thiếu Quý. Em được đó. Ra tay nhanh thật. Mới đó đã mến nhau rồi à? Không, không phải anh hai. Anh đừng hiểu lầm. Được rồi, em tới đây chỉ muốn khỏi, em muốn giúp chị ba khỏi giải thích. Anh hai có gì mà chưa từng thấy? Giải thích nữa thì anh em xa lạ lắm. Vậy thì anh xin miếng nước. Không làm phiền hai người. Uống xong rồi đi. Không làm phiền. Không làm phiền anh hai. Anh đừng làm bậy được không? Chú em, em đã làm rồi. Con sợ người ta nói à? Bảo sao em ba không rời khỏi Tuyên gia này? Thì ra hai người yêu nhau lâu rồi. Không phải, đây đừng giải thích. Anh hai có gì mà chưa từng thấy, phải không nào? Nhà nào mà chẳng có chuyện mờ ám thế này? Có gì lạ đâu chứ. Tuyên lão nhị, anh quản nói lung tung, có tin em tát anh tỉnh không? Em lên mặt với anh hai đó à? Đừng làm bộ trong sạch. Làm bộ trong sạch. Nói anh nghe xem ở đây. Tam thiếu phu nhân, xin tha mạng. Tam thiếu phu nhân, xin tha mạng. Tam thiếu phu nhân, Tam thiếu phu nhân, tha mạng với Tam thiếu phu nhân. Tam thiếu phu nhân, Tam thiếu phu nhân, các người làm gì thế? Chuyện gì thế? Đại thiếu gia, chuyện gì thế? Cậu xem, cậu xem. Tam thiếu phu nhân, Tam thiếu phu nhân. Mẹ ơi, không phải Tào Uyển Nhi đó sao? Bảo sao không tìm được xác cô ta dưới giếng? Quá rành nắp ở đây. Mau mau mau, đi đốt nhang đi. Anh đợi đã. Sao trông không giống bóng Tào Uyển Nhi? Em nhìn kỹ lại đi. Anh cả, chị cả, em Năm, mọi người sao vậy? Mẫn Nguyệt, là em à? Sao vậy? Không sao. Có gì đâu chứ. Anh hai có gì mà chưa từng thấy? Được được được, em nói với anh. Em ở đây để giúp Thẩm Bích Vân. Tứ thiếu gia và nhị thiếu gia ở đây à? Phu nhân, em tới làm gì? Góp vô cái gì? Bắt gian à? Trễ rồi. Em Tư, nhanh chân hơn. Tuyên lão nhị, trễ rồi. Anh hai, lời cậu hai nói sao nghe không hiểu gì vậy? Anh Tư, anh hai sao vậy? Anh hai nói anh và chị ba. Em bảo anh Tư là người thế nào? Đây, cái gì mà hiểu lầm với chả không? Ai mà chẳng có lúc hiểu lầm, phải không nào? Sao quần áo sọc sệt thế này? Nào, để chị gài cho. Sau này em làm chuyện như thế, ít nhiều gì cũng phải giấu đi. Em nói xem phải không? Em Tư, Gia Phong, có chuyện gì em cứ nói thẳng với cha chứ. Lén lúc thế này là sao? Mấy người làm sao đấy? Diễn kịch à? Em nói thật mọi người hay, tối nay em ở đây không vì chuyện gì khác. Em chỉ muốn đưa Thẩm Bích Vân rời khỏi Tuyên gia. Không thì Tứ thiếu gia đừng giải thích nữa. Chuyện của chúng ta nghe người nhà đi. Em có thể làm chứng cho anh Tư. Thẩm Bích Vân, cô được lắm. Chơi tôi phải không? Được, bạn thiếu gia không chơi với cô nữa. Chị ba, chị lợi dụng em và anh Tư. Biết ngay chuyện có ý đồ vào nhà Tuyên gia mà. Anh Tư, anh Tư, làm sao thế này? Bích Vân à, chỗ này vừa lạnh vừa cũ, có gì ta nói với lão gia, cho con dọn tới phòng ở sân trước. Chuyện của con và Tứ thiếu gia, bọn ta sẽ nghĩ cách tác thành, phải không? Được rồi, giải tán cả đi. Tôi bảo này, vợ thằng ba, rốt cuộc cô đang diễn dở nào? Em không muốn rời khỏi Tuyên gia. Vậy sao? Nói chứ, cô không thể rời Tuyên gia được. Cô mà đi,
ai sẽ giải sầu cho mọi người, phải không nào? Đúng rồi, nếu cô có ý với em Tư, chuyện này dễ bàn. Đi trước nhé. Đại thiếu gia, chị cả đi thông thả. Bích Dân, em muốn ở lại thật sao? Chị hai đi thông thả. Nhầm rồi phải không? Nói hiếu quý bất hảo thì ta nhận, nhưng không tới mức làm ra chuyện quan đường thế này. Lão gia, người chui vào phòng rồi còn giả được sao? Cha à, cha không biết đâu. Để che mắt mọi người, hai người này còn dụ Mẫn Nguyệt giả thần giả quỷ ở phòng Tam thiếu gia, chừa chỗ cho họ. Nếu không nhờ cậu hai mò tới thì Hiếu Trọng, cha khi không con ra sân sau làm gì? Con hôm qua con sai mắt tè nên muốn tiện đại nhà xí nào, vô tình bắt gặp đồ khốn. Anh chồng em dâu gian díu, theo gia quy nữ sẽ bị ngâm lòng heo, nam đuổi khỏi nhà. Con không biết sao? Tất nhiên con rõ. Thẩm Bích Dân, anh Tư thiếu gia, tôi tới nói cho cô biết, cô muốn ở lại Tuyên gia không có cửa đâu, hiểu chưa? Còn gì không? Cô Thẩm Bích Dân, tối qua tôi tốt bụng tới giúp cô, cô lại dám chơi tôi? Chuyện tối qua nếu không có Tứ thiếu gia thì nhị thiếu gia thật khó mà tưởng tượng, nên tối qua tôi thực sự cảm kích anh. Nhưng không biết Tứ thiếu gia có từng nghĩ, dù tối qua tôi thực sự muốn đi thì tôi có đi được không? Ý cô là sao? Ý cô là họ không muốn để cô đi? Nực cười. Sau này họ sẽ có việc lợi dụng tôi. Dù cô nói đúng, chuyện này tôi cũng không lo được. Tôi chỉ tới hỏi cô có đi hay không thôi. Tứ thiếu gia có lẽ không lợi dụng tôi, nhưng mà Tứ thiếu gia chắc đã giấu tôi chuyện gì nhỉ? Thẩm Bích Dân xinh đẹp, tính tình hòa nhã, có học thức. Em đưa cô ấy đi. Giỡn giận, cô đừng nói lời vượt giới hạn nữa, là tôi nóng đó. Tôi giấu gì cô chứ? Tôi đoán Tứ thiếu gia có ý với tôi. Ăn nói lung tung. Thẩm Bích Dân, rốt cuộc cô muốn nói gì? Mặc kệ anh thế nào, tối qua tiếp xúc với anh trong chốc lát, tôi đã nhận định anh là người tốt đáng tin tưởng. Thế nên tôi muốn lấy anh. Bạn thiếu gia, con gái Hàng Châu muốn lấy tôi nhiều lắm, tôi chả thèm lọc mắt cô. Tôi thấy anh không dám thì có. Ai nói tôi không dám? Đừng ảo tưởng nữa. Cha, chuyện này mình không được rêu ra. Nếu đồn ra ngoài, Tam gia biết giấu mặt đi đâu đây? Chuyện đồi phong bại tục nó chấm dứt là chấm dứt được à? Thế mà con cũng nghĩ ra. Cha, có lẽ chúng ta nên nghĩ cho em Tư rồi. Nó nên lập gia đình thôi. Sau này nó lắm thế. Con chỉ nghĩ họ rất xứng đôi. Còn nói nữa, không nói không ai bảo em câm đâu. Hiếu Trọng, vô phép tắc. Cha, Hiếu Trọng còn việc quan trọng ở xưởng, xin phép ạ. Bớt nói vài câu. Thẩm Bích Dân không thể giữ lại ở Tuyên gia,
Nếu không cho cô ta ở lại. Cha. Phu nhân. Cha. Thẩm Bích Dân đó đúng là không nên giữ lại ở Tuyên gia. Hiếu quý, ta biết con tính tình thật thà, sẽ không làm chuyện quan đường đó. Nhưng mà muốn đuổi Thẩm Bích Dân đi, con có xuất phát từ sự công bằng không? Cha, ý cha là sao? Con thích cô ta thật rồi sao? Cha, con không hiểu con ư? Sao con thích quấy được? Ta biết nên làm sao rồi. Em Tư, yên tâm đi. Sao anh hai giành phụ nữ với em chứ? Chẳng những anh không giành mà còn tác thành cho em. Anh hai, anh mà nói nữa là em không khách sáo với anh đâu đó. Em nói gì thế hả? Em nói vậy là xem thường lòng tốt của anh rồi. Thôi thôi, ngưng giùm. Anh đi, khuất mắt giùm em đi. Không phải. Em Tư, em Tư. Tiễn, nếu em thực sự không muốn, anh hai tìm người hốt thay em đó. Ngày mai đưa cô ta đi, để cô ta ở nhà to, sống sung sướng. Em nói anh hay, đó là vợ của anh ba. Anh còn dám ăn nói lung tung, có thể em tát anh dở mồm không? Thôi thôi, vợ thằng ba cái gì? Thằng ba không bái đường thành thân với cô ta, cô ta mà là vợ thằng ba cái gì? Biến, anh biến cho em. Biến, biến đi. Có ai đẩy anh mình thế không? Anh đi đây, nghỉ đi. Nhị thiếu gia, tứ thiếu gia, anh hai con ngày càng vô phép tắc. Phu nhân có chuyện gì à? Cũng không có chuyện gì. Ta vừa từ chỗ Bích Dân qua, chuyện của con và nó ta đã nói với nó rồi. Con đoán coi thế nào? Lại nữa, vì không thể nói gì mới sao? Tứ thiếu gia, từ giờ chuyện này không ai cản được. Chị dâu em chồng Tư Thông là tội lớn, khoan nói cả thành Hàng Châu đều biết, cả Tuyên gia biết rồi đấy. Theo ta, hai đứa hãy về với nhau, bịt miệng người ta cho rồi. Xuân cẩm đoạn mệnh đáng hận, chịu giám sinh. Tứ thiếu gia, một A Hoàng sai bảo như Xuân cẩm, hận nó làm gì chứ? Giả lại, nha đầu Xuân cẩm tội lắm. Thêm nữa, nó cũng luống tuổi rồi, nên tìm chốn về cho nó rồi đấy. Ta muốn tốt cho con thôi. Đi 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 đi. Đi đi. Tứ thiếu gia, Bồ Tát nào thì tô màu đó, tướng quân nào thì dương cờ đó. Ta cũng nói thẳng ra, Thẩm Bích Dân là một quá phụ, rời khỏi Tuyên gia thì còn sống nổi không? Còn cứu nó, chẳng phải như màn kịch hay giúp đỡ người khác anh hùng cứu mỹ nhân sao? Dì nói hay thế, sao dì không nhận? Còn coi con đi, nói gì thế này? Ta nói con biết, thằng cả thằng hai giờ đều ra sức giữ Thẩm Bích Dân lại. Con tưởng người ta tốt bụng à? Người ta muốn giữ Thẩm Bích Dân để giúp mình tranh đoạt gia nghiệp. Con không nhận nó thì chờ Thẩm Bích Dân chịu ấm ức đi. Vậy dì thì sao? Dì cũng như vậy đó thôi. Ta e là lão gia chưa xuống mồ, cái gai trong mắt là ta đây, đã bị anh cả anh hai con bứng đi rồi. Ta tác thành cho hai đứa là mong con sau này nhớ về lòng tốt của ta mà. Tứ thiếu gia, một quá phụ trẻ ra khỏi nhà này khó sống lắm, nhất là thời buổi quân phiệt đánh tới đánh lui, con bảo người ta sống sao? Mình phải nghĩ cho người ta chứ. Tuyên Trạch Ân, Khấu Kiến liệt tổ liệt tông,
Trạch Ân quản lý Tuyên gia đã được hơn 50 năm, vẫn luôn tuân thủ gia quy, ghi nhớ tổ huấn. Tuyên gia cũng được bình yên. Nhưng kể từ khi cô gái này vào Tuyên gia không còn bình yên nữa. Hiếu Thúc thắt cổ vì nó. Liệt tổ liệt tông mà, là Trạch Ân vô dụng hay Tuyên gia phải gặp kiếp nạn này?